Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình chơi trò chơi Dragon Quest Saiyan Warriors ha. Rồi, cái video thứ 36 của mình đầu tiên mình sẽ chơi chế độ Arashi. Rồi, ok. Mình chọn nhân vật là Goku Super Saiyan 3. Và cái nhân vật đầu tiên Goku Super Saiyan 3 đó đầu chính là cái thằng quý dưới thang. Ok, mình ra bị nhập theo tour chưa tới nổi thì ở có xa nó đã biến hình thành Super Saiyan rồi. Trời ơi, các chi đỡ cái gì, wow, những gì hạt sóc ngáo nè. Trời, đập như vậy cao đơn xuyên định cao đánh người ta như thế thật là quá đáng. Xin cho đừng quá đáng hết trời đất ơi trời ơi. Cha mày đã không thể nào đánh người ta đâu. Hết trời trời hết cha chết kìa cha giết đòn tiêu rồi cái ngươi ngụm tội rồi. Cha cha làm sao mà đánh lại ra tạm biệt nữa. Vâng, và cái trận chiến thứ hai mình sẽ chọn để chiến đấu. Vâng, mình gần cái nhân vật mới đi, một cái nhân vật mới để chơi đi. Trời ơi, đây Vegeto Super Saiyan nha. Nhân vật đầu tiên chính là cái thằng Gohan này. Ý chơi ra thì sao ra xuyên đừng ôi trời đừng đánh gì á tao như tớ trời thật là quá đó. Xấu gì đẹp hả mày hả mày xa nè ôi trời ý thật là sốc ra sao như là thế này bán người ta như thế bán người ta như thế. Bực mình là biết không, hả trời, yêu khổ, cô hàng biết đi. Ăn đắm chưa? Lý do là bị đánh người ta quá nhiều, bây giờ ta phải đập sinh con lại gá trời. Trời, không ngờ như vậy hả? Quá trời. Đích nè cưng trời đang nói chạy lại nè tạm biệt. Đã xong cái em thứ hai. Vâng, bây giờ cái chiến thứ ba chúng ta sẽ là đây Goku Super Saiyan Blue, và nhân vật được lựa chọn chiến đấu chính là cái thằng Cell nhám. Chạy à biết cho trời con quỷ ta sẽ không sợ nữa đâu. Hít trời thật quá đáng chả con trời y trời y trời ơi bị gặp như thế này. Mày ép quá đi nha, ép cho mẹ đứt kìa sốc mà mày. Và chúng ta sẽ là thù cái gì đức nè gì trời trời dính đòn khủng khiếp quá. Sắp hả mày trời không ngờ dễ thiệt.
Đứt rồi, sao ngậm. Tạm biệt nghe. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái nhân vật gọi là Goku Super Saiyan God. Vâng, và nhân vật tiếp theo chúng ta chính là cái thằng Piccolo nhảm nhí. Hay trời, Hashira bắt đầu. Hay trời. Quá gì thế, quá gì, quá gì, tại sao không đánh được ngôi sao? Thật biết cô là mồ đánh cái gì, đánh làm sao hay thao, hãy chơi, biết nè. Nhưng mà gì, làm gì, hả? Hoa cá biết á, ô, dính đợt, thật là độc quá. Quá độc. Ăn đòn. Piccolo đã bị đánh cà tường thế này thì không thể nào cắm cầu lại được nữa đâu. Trời. xong rồi sẽ tập Go Guitar Super Saiyan. Mày đừng giỡn cái đất, đừng trời. Đáng người ta đáng gì thật bực mình. Con này đáng ghét mày. Sao? Ấu, ấu. Ấu. Trời ơi, đập ra thôi. Quỷ thiệt. Come.